Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh của Đức Bền Ô tô có địa chỉ tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Anh chị em thân mến, thì hôm nay tôi lại đang bán một cái siêu phẩm và để dành cho quý anh chị và các bạn có thể quan tâm. Có thể nói rằng là một trong những cái mẫu xe được đánh giá là có 102 tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đây chính là mẫu xe thuộc dòng xe Toyota Corolla LE nhưng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ các bạn nhé. Đấy, xuất Mỹ. Đấy, các bạn có thể thấy ạ. Cái mẫu xe này về cái kết cấu khung gầm máy, kết cấu khung gầm cũng như động cơ là hoàn toàn khác biệt so với lại những cái mẫu xe đang được lưu thông tại thị trường các bạn nhé. So với những mẫu xe đang được lưu thông tại thị trường, các bạn nhìn này. Đây các bạn, kính mời các quý anh chị các bạn này, chúng ta quan tâm. Thuộc hàng ngũ rất đẹp các bạn nhé. Chúng tôi sẽ quay trong cái khuôn khổ video clip này, tôi sẽ quay kỹ hơn cho quý anh chị các bạn. Bởi vì có rất nhiều các anh chị các bạn cũng nói rằng với tôi không hiểu tại sao xe này lại đắt như thế. Thực tế mà nói thì khi mà xe này nhập về, nó đã có giá gấp đôi so với phiên bản Atis trong nước, hơn 1.3 tỷ. Và bây giờ xe này thì tại sao chúng tôi cũng sẽ chào bán với cái giá nó hơi mắc một chút xíu so với lại cái mức giá và thông thường, bởi vì là có quá nhiều những cái điểm khác biệt. Đầu tiên chúng ta có thể kể đến với cái cửa sổ trời. Đấy, Corolla nhập Mỹ, cửa sổ trời, kết cấu khung gầm thì nếu ai mà đi thông thường, những ai đi xe nhập khẩu ấy, thì chúng ta sẽ biết được cái độ đầm, độ chắc, đấy, độ cứng vững của cái dòng xe này. Đấy, nó độ an toàn của dòng xe này, đi thì cảm giác lái thì vô cùng sướng các bạn ạ. Thực sự vô cùng sướng. Xe thì các bạn có thể đảm bảo, tôi cần đảm bảo các bạn sơn zin 100%. Sơn zin 100% các bạn nhé. Sơn zin 100% chưa nói rằng là cái những cái chi tiết khác. Đây, những cái chi tiết này rất là tinh tế các bạn nhìn này. Ở Việt Nam có thể nói rằng là chỉ có một hoặc hai người đang được sở hữu cái dòng xe Corolla LE nhập khẩu này các bạn ạ. Xe này. Và đặc biệt hơn nữa thì xe này mới đi được có 10.000 mai mà thôi. 10.000 các bạn nhé. 10.000. Nó quá mới các bạn ạ. Đây. Made in USA này các bạn nhìn này. Cái chữ Made in Việt Nam và Made in USA. Đấy, nó cũng đã khác nhau rồi các bạn nhé. Nó đã khác nhau rồi. Đây các bạn nhìn này. Thực sự là rất mới luôn các bạn nhá. Rất là mới. Lốp thì nguyên bản theo xe, lốp bít xi lanh. Mới vì mới đi có 10.000 cây. Xe này còn mới hơn cả rất nhiều những cái mẫu xe. Trong đó có những xe mà sản xuất năm 2018, 2019. Nó mới quá, mới đến mức độ như thế ạ. Đây hệ thống đèn này, cruise control này, engine startup, điều hòa tự động, mọi thứ đầy đủ. Nó có thêm này, xuất Mỹ nó có thêm sấy kính này, sưởi ghế này, sấy ghế này, cân bằng điện tử này. Sản xuất 2015 nhá, nhưng mới đi được có 10.000 km này. Đây các bạn nhìn này. 10.000 mai. 10.000 mai các bạn nhá. Nhiệt độ ngoài trời, outside, inside đầy đủ hết. Và một điểm khác biệt nữa ở cái động cơ. Động cơ nó không giống như những cái động cơ trong nước các bạn ạ. Công nghệ nó hiện đại hơn nhiều so với động cơ trong nước nha các bạn nha. Đây các bạn nhìn này. Này, đây là cái lốp dự phòng này. Còn mới nguyên, mới zin 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 nha các bạn nha. Zin zin zin, mới kính cong luôn. Xe chưa chạm thế nào cả. Mới kính cong, zin 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 các bạn nha. Zin zin zin. Ok, động cơ các bạn nha. Động cơ. Đây các bạn nha. Động cơ này khác với động cơ trong nước thông thường nha. Động cơ trong nước thông thường nó là động cơ dual VVT-i. Nhưng mà động cơ xuất Mỹ này, nó là động cơ Valmetic. Nó độc và lạ mà. Cực kỳ hiếm có tại thị trường nha các bạn nha.
khi mà mua mẫu xe này các bạn gần như không sợ đụng hàng bất kỳ một cái mẫu xe nào có mặt tại thị trường Việt Nam. Và đẳng cấp thì nó sẽ đẩy lên rất là cao. Xe này chúng tôi đang chào bán là 835 triệu. Giá thì có thể thương lượng một chút xíu nếu anh chị em nào mà có nhu cầu, hoặc có điện số điện thoại 0939063333. Chúc các anh chị em và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.